Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, giao dịch quanh vùng giá 1934 cho đến 1935 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1934,16 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1938,05 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 102,4 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 29.163 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 4,173% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 81,75 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới được giao dịch gần mức thấp nhất của hơn 3 tuần trong phiên giao dịch ngày hôm nay do đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Mỹ mạnh lên. Trong khi đó thì các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước số liệu việc làm của lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 7 năm 2023 của Mỹ. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất của 4 tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Theo Ryan McCK, chuyên gia về hàng hóa tại TD Security cho biết, thị trường đang hướng sự chú ý đặc biệt đến báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 4 tháng 8 tới đây. Điều này đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư và làm dấy lên đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể phải giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Với báo cáo việc làm của Mỹ có thể làm ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Fed, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã tăng nhẹ trong tuần trước. Lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Đầu phiên này, Ngân hàng Trung ương Anh hay còn gọi là BOE đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức cao nhất của 15 năm. Ngoài ra, thì nhà phân tích độc lập Rothman cho biết giá vàng không thể phục hồi trong lúc tâm lý nhà đầu tư đang bị sức ép trước thông tin Fed hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ. Với mức giá hiện tại là 1.935 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 55,9 triệu đồng trên lượng. Mặc dù giá vàng giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng xét về mặt hiệu suất thì nhiều người mua vàng đang lãi lớn. Cụ thể, vào cuối tháng 2 năm 2023, giá vàng chạm đáy là 1.811 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương chỉ khoảng 52,4 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là những người mua vàng thời điểm trước và nắm giữ đến hiện nay đã lời đến khoảng 3,5 triệu đồng trên một lượng theo tiền Việt Nam sau khi mà quy đổi. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhận bút số 9 và một số là vàng nữ trang SJC khác được điều chỉnh tăng nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,22 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá so với phiên ngày hôm qua. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNC niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Với mặt hàng vàng nhận bút số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã được mua vào mức 55,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay điều chỉnh giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại mua vào mức 23.530 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.900 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hiện tại tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 23.730 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.780 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.725.000, tăng 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.665.000, bán ra 6.715.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.730.000. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.665.000, bán ra 6.718.000, tăng 3.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. My Hồng SCC mua vào 6.670.000, bán ra 6.705.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.620.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. STC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.722.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.662.000, bán ra 6.725.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì tăng 21.000 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.595.000, bán ra 5.695.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.595.000, bán ra 5.705.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.575.000, bán ra 5.655.000, cũng tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.479.000, bán ra 5.599.000. Vàng 14K mua vào 3.112.000, bán ra 3.312.000. Vàng 10K mua vào 2.173.4000, bán ra 2.373.4000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.